Xin chào thầy, anh Hải và tất cả các bạn. Mình tên là Hồ Ngọc Phú, mã số sinh viên 17142301, học lớp vi xử lý chiều thứ tư, tiết 789. Hôm nay mình xin được làm một video để nói về bài tập số 11. Và bài tập số 11 có tên là sử dụng bit 16F887 và dao động thạch anh 20m tạo các xung theo yêu cầu. Ở chân RD0 của bit tạo xung có mức cao 1 mili và mức thấp 2 mili. Sử dụng timer 1. Còn ở chân RD1, tạo xung có mức cao 50 mili giây và mức thấp 50 mili giây. Sử dụng timer 0. Yêu cầu là cả hai xung này phát ra đồng thời và liên tục. Bước đầu tiên, em xin được vẽ mặt phần cứng trong Protest. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi lấy linh kiện. Và như vậy mặt phần cứng của bài của em đã hoàn thành. Tiếp theo em xin được viết code và giải thích code cho bài tập. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện bit 16F887, field HS là field high speed. Sử dụng hàm delay với xung clock là 20 MHz. Định nghĩa chân đơ 0 của bit tương ứng với xung 1 và chân đơ 1 tương ứng với xung 2. Khai báo một biến có tên là trạng thái xung 2 thuộc kiểu unsigned in 1. Viết chương trình chính void main, tạo hai chân xung 1 và xung 2. Đầu tiên cho trạng thái xung 2 là đúng. Và sau đó thì viết hai câu lệnh output 2 xung 2 và output 2 xung 1. Hai câu lệnh này có nghĩa là khởi tạo hai xung 1 và 2 đều ở mức cao. Sau đó thì setup timer 0, T0 internal, có nghĩa là dùng sử dụng dao động nội, T0 chia 128. Câu lệnh này có nghĩa là dùng timer 0 để tạo xung có chu kỳ 5 mili giây. Sau đó thì setup timer 1, T1 internal cũng là dao động nội, T1 chia cho 1 và dùng timer 1 tạo ra xung có mức cao là 1 mili giây và mức thấp là 2 mili giây. Rồi set timer 0 và timer 1 ban đầu đều bằng 0. Sau đó đặt một cái nhãn tên là lập. Nếu đọc giá trị timer 0 lớn hơn 207, vì 208 xung thì tương ứng với 5 mili giây, thì chúng ta sẽ set lại timer 0 bằng 0 và đảo trạng thái xung 1. Rồi nếu đọc giá trị của timer 1 lớn hơn 5000 và trạng thái xung 2 đang ở mức cao là true, vì 5000 xung tương ứng với 1 mili giây, thì chúng ta sẽ output low xung 2. Sau đó thì set timer 1 bằng 0 trở lại. Rồi đặt biến trạng thái xung 2 là false. Rồi nếu mà ngược lại thì đọc giá trị của timer 1 lớn hơn 10.000 thì chúng ta sẽ output 2 xung 2 lên. Sau đó set lại timer 1 bằng 0. Sau đó thì gắn biến trạng thái xung 2 là bằng true. Rồi go to lập là quay lại cái nhãn lập mình đã đặt. Đây là chương trình em đã viết xong.
chúng ta sẽ combine nó. Bước tiếp theo, em xin được mô phỏng trong Rotate chương trình mình vừa viết. Thì đây là sông 1, có mức cao là 5 giây và mức thấp là 5 giây. Chỗ này nó có lệch một xíu vì cái độ chia nó lớn quá nên nó sai số nó nhiều. Còn sông 2 là chu kỳ mới ở mức cao là 1 giây và mức thấp là 2 giây. Đây. Và bài tập của em đến nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn thầy, anh Hải và các bạn đã đón xem. Em xin chào thầy, anh Hải và tất cả các bạn.